Nhiều người trong chúng ta đang ngủ nhiều hơn bao giờ hết vì lối sống làm việc tại nhà hiện nay và việc ngồi cả ngày có thể ảnh hưởng đến cơ thể theo thời gian. Giáo sư sinh học tiến hóa tại Harvard Dan Lieberman cho rằng việc ngồi nhiều thực sự có hại cho cơ thể. Thói quen đứng dậy đi bộ giúp bạn tránh phải ngồi lâu một chỗ. Điều này sẽ có lợi cho sức khỏe về lâu dài. Đi bộ là một thói quen tốt cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Theo một báo cáo đặc biệt của Harvard Health, đi bộ khoảng 21 phút mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim đến 30%. Báo cáo cũng cho thấy, đi bộ đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và ung thư, giảm huyết áp, cholesterol và giữ cho tinh thần minh mẫn. Tiến sĩ Tamana Singh, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Thể thao tại Cleveland Clinic cho biết, đi bộ liên tục là một hình thức tập thể dục tuyệt vời giúp giảm tỷ lệ tử vong do tim mạch. Mặc dù đi bộ không đòi hỏi sử dụng năng lượng nhiều giống như việc chạy nhảy, nhưng nó cũng có giá trị không kém và có thể giúp mọi người cải thiện sức khỏe. Tiến sĩ Singh cho biết, bất cứ ai cũng có thể hưởng lợi từ việc đi bộ. Những người có nguy cơ tim mạch tối thiểu hoặc không có nguy cơ mắc bệnh có thể ngăn ngừa bệnh tật. Trong khi những người đối mặt với những vấn đề như huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường hoặc béo phì có thể sử dụng đi bộ để đạt được mục tiêu bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa đột quỵ hoặc đau tim trong tương lai. Nếu bạn không thể đạt được 21 phút đi bộ được khuyến nghị mỗi ngày, điều đó không sao cả. Theo báo cáo của Harvard Health, ngay cả việc đi bộ vui vẻ chỉ trong một vài phút cũng sẽ mang lại hiệu quả. Báo cáo lưu ý rằng, một nghiên cứu năm 2014 từ Đại học Utah cho thấy, cứ mỗi phút đi bộ nhanh mà phụ nữ thực hiện trong suốt cả ngày, họ giảm được 5% nguy cơ béo phì. Vì vậy, hãy bắt đầu đi bộ trong những hoàn cảnh và khả năng có thể, ngay từ các việc nhỏ hàng ngày. Không có khoảng thời gian nào là quá ngắn. Khi cảm thấy đã sẵn sàng, có thể bắt đầu kết hợp các khoảng cách và cường độ đi bộ khác nhau, như thay đổi tốc độ, đi bộ lên dốc, cộng với duy trì một thói quen nhất quán đều đặn, sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe